là thành phố du lịch. Bên cạnh sự mở rộng của nhiều loại hình tham quan mua sắm dành cho du khách, Đà Lạt có sự phát triển mạnh mẽ trong ngành dịch vụ ẩm thực. Theo thời gian, những nhà hàng, cà phê như thế này được mở ra ngày càng nhiều để đáp ứng số lượng du khách đang đến với Đà Lạt ngày một tăng lên mỗi năm. Mỗi địa điểm lại có những nét riêng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách. Nếu muốn chụp một vài tấm hình hay đơn giản là dành ít phút thư giãn trong không gian yên bình tại một ngôi nhà theo phong cách đồng quê của Pháp, ngay tại Việt Nam, du khách chỉ cần tới khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt sẽ có thể tìm được một địa điểm như thế. Về thiết kế thì không gian của quán thì được thiết kế theo phong cách đồng quê Pháp, lấy chủ đạo là tông màu trắng xanh và các màu pastel nhẹ nhàng, tạo cho khách hàng khi đến với Full House có một cảm giác ấm cúng. Ngoài thiết kế ra thì quán rất là chú trọng tới những món nước uống, sử dụng hoàn toàn chủ yếu là các loại trái cây tươi của Đà Lạt có sẵn. Không nói quá nếu gọi cà phê Full House là một party thu nhỏ, bởi ở đây từ thiết kế, nội thất lẫn đồ trang trí đều giống với một căn nhà nhỏ ở các vùng quê nước Pháp, với những đóa hoa và họa tiết trang trí cách điệu từ hoa hiện diện khắp nơi trong không gian cà phê này. Không chỉ là một địa điểm để thực khách có thể thưởng thức những đồ uống đa dạng từ trái cây tươi hay các loại bánh châu Âu thơm ngon, quán cà phê này còn là điểm đến của những người yêu nhạc khi có bố trí sẵn nhiều loại nhạc cụ để thực khách có thể tự chơi một bản nhạc yêu thích ngay tại quán.